Đây là một chiếc máy in 3D nhưng nó không được sử dụng để chế tạo các chi tiết nhựa như chúng ta vẫn thường thấy. Ngày nay có rất nhiều các công nghệ in 3D kim loại được phát triển dựa trên nguyên vật liệu đầu vào và cách thức sử dụng nguồn năng lượng. Chúng có thể được chia thành 4 nhóm chính. 1. Metal powder bed fusion. Nguyên vật liệu là kim loại dạng bột được phân phối đều trên bề mặt bàn in bằng con lăn hoặc các thanh gạt, sử dụng chùm tia điện tử, laser hoặc nhiệt để nung chảy và gắn kết các hạt kim loại với nhau theo từng lớp. Một số công nghệ in 3D kim loại thuộc nhóm này bao gồm Selective Laser Sintering, Selective Laser Melting, Direct Metal Printing. 2. Directed Energy Deposition, DED, sử dụng bột và dây kim loại để tạo ra các chi tiết. DED sử dụng một chiếc đầu phun có thể cấp vật liệu trực tiếp vào nguồn năng lượng, thường là plasma, tương tự như hàn. Việc phân phối và hợp nhất vật liệu được thực hiện đồng thời, cũng như công nghệ in 3D FDM. Đầu phun được điều khiển để di chuyển theo các quỹ đạo phức tạp trong mặt phẳng DED. Một khi mỗi lớp được hoàn thiện, bàn in sẽ di chuyển xuống với khoảng cách đúng bằng bề dày của lớp. 3. Metal filament extrusion. Quá trình in kim loại dạng sợi đang trong những giai đoạn phát triển đầu tiên và vẫn còn tồn tại nhiều trở ngại. Tương tự như 3D cho sợi nhựa, FDM kim loại sử dụng nguồn nhiệt từ đầu phun để nung chảy vật liệu. Nguyên liệu đầu vào là hỗn hợp của nhựa nhiệt dẻo và các hạt kim loại. Chi tiết sau khi in được đưa vào lò đốt để đốt cháy nhựa và theo kết các hạt kim loại với nhau. 4. Material jetting và binder jetting. Binder jetting tương tự như các công nghệ PPF, tuy nhiên binder jetting sử dụng chất kết dính thay vì chùm điện tử để liên kết các hạt kim loại với nhau. Đầu tiên, kim loại dạng bột được rải đều lên mặt bàn in, sau đó chất kết dính được phân phối thông qua kim phun, tương tự như máy in phun cho giấy. Mặt khác, material jetting lại tương đồng với DED nhưng không sử dụng nguồn năng lượng như plasma để làm nóng chảy về kết dính vật liệu. Material jetting phân phối vật liệu là hỗn hợp của kim loại dạng bột và các loại polymer lỏng nhạy sáng. Một nguồn phát tia cực tím được sử dụng để hóa cứng các lớp hỗn hợp. Sau khi kim phun hoàn thành nghĩa vụ của mình, quá trình này được lặp đi lặp lại từng lớp một cho đến khi chi tiết được hoàn thành.